Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Thế giới cây giống chi nhánh cây bè. Và hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người về cây kiểng có tài trại chi nhánh cây bè. Và loại cây mà hôm nay tôi muốn giới thiệu đến tất cả mọi người đó chính là cây cao nhật. Đây trước mặt mọi người nhìn đấy, đây là cây nhật.